Hey, chào mừng đã quay trở lại. Nếu như bạn vừa mới sở hữu một chiếc gimbal điện thoại DJI Osmo 1x6 thì mình nghĩ rằng đây là video đầu tiên mà bạn nên xem. Chỉ vài phút ngắn ngủi mà thôi. Tuy nhiên nó sẽ giúp bạn hiểu gần như là tất tần tật về cách sử dụng và cách hoạt động của chiếc gimbal này. Ok, và bắt đầu thôi nào. Bắt đầu sử dụng. Đầu tiên, hãy gắn tripod vào DJI Osmo 1x6. Sau đó, gắn ngàm kẹp vào điện thoại. Lưu ý hãy gắn vào vị trí chính giữa của điện thoại và mũi tên hướng lên phía camera nhé. Mở gimbal. Lúc này, gimbal sẽ tự động bật nguồn. Gắn ngàm nam châm vào gimbal. Bên trong gimbal, chúng ta sẽ có tích hợp một gậy selfie. Bạn có thể kéo dài nó ra và thu gọn lại tùy theo mục đích sử dụng. Trước khi bắt đầu, hãy tải ứng dụng DJI Mimo về điện thoại nhé. Kết nối với điện thoại. Để tắt bật gimbal, bấm giữ M khoảng 2 giây hoặc gập gimbal lại. Osmo Mobile 6 sẽ tự tắt. Bật Wi-Fi và Bluetooth trên điện thoại lên, truy cập ứng dụng DJI Mimo. Nhấn Connect để kết nối gimbal với điện thoại. Sau khi hoàn tất kết nối, giao diện quay chụp sẽ hiện ra. Sử dụng ứng dụng cơ bản. Ở đây, bạn có thể chọn các chế độ quay, chụp theo mong muốn khi phút chọn ở dưới màn hình. Ở bên phải góc dưới sẽ hiển thị các thông tin pin, thiết bị và một nút chuyển camera trước sau. Ở đây là nút truy cập thư viện để xem lại các file đã quay chụp. Ở trên, bạn sẽ truy cập được vào các mục cài đặt cho gimbal, ví dụ như chế độ quay, tốc độ gimbal, cân chỉnh gimbal, tùy chỉnh thông số video, v.v. Ngoài ra, bạn có thể bấm chọn vào icon nhỏ màu đỏ hồng ở bên trái để xem một vài gợi ý quay phim với DJI Osmo 1x6. Màn hình phụ và nút bấm. Màn hình phụ của Osmo Mobile 6 sẽ hiển thị lên tín hiệu để bạn có thể biết đã kết nối với điện thoại của mình hay chưa. Ở dưới sẽ là mức báo pin của gimbal. Ở bên cạnh là nút hiển thị chế độ quay hiện tại. Để thay đổi chế độ quay, bấm nút M một lần để chọn từng chế độ theo nhu cầu. Follow, to lock, FPV và Speed Shot. Bấm nút M 3 lần để đưa máy về chế độ nghỉ và bấm lại M để đánh thức và tiếp tục sử dụng. Bấm nút xoay một lần để chuyển cam trước, sau. Bấm nút xoay hai lần để chuyển từ dọc sang ngang và ngược lại. Bấm nút xoay ba lần để chuyển chế độ quay sang chụp và ngược lại. Nhấn nút record đỏ để quay chụp và dừng quay chụp. Để điều chỉnh góc máy phù hợp, bạn có thể dùng joystick để gạt lên xuống trái phải. Ở bên cạnh trái là núm xoay. Bạn có thể xoay núm này để zoom xa gần. Bấm vào núm xoay để có thể chuyển sang chế độ zoom hoặc chế độ bắt nét tùy vào mục đích sử dụng của bạn. Bấm trigger một lần để kích hoạt tính năng tracking theo chủ thể. Bấm trigger hai lần để đưa gimbal về vị trí mặc định. Bấm giữ trigger để đưa gimbal về trạng thái khóa chụp. Cuối cùng, tương tự như việc mở gimbal là tự động mở nguồn, khi gấp gimbal lại, gimbal sẽ tự động tắt nguồn. Và trên đây là tất cả những gì mà bạn nên biết về chiếc DJI Osmo Mobile 6. Nếu như nội dung này hữu ích, đừng quên dành lại cho chúng mình một like và một subscribe để đón chờ những nội dung tiếp theo nhé. Ok, và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.